Triệu Lệ Dĩnh luôn lung linh trên ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng nhan sắc thực tế lại bị chụp tại sự kiện như thế này. Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa tại sự kiện đã cho thấy vóc dáng và nhan sắc thực tế của Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ khi sinh con và trở lại làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh liên tục được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng và gu thời trang cũng ổn định hơn xưa. Mỗi khi bà xã Phùng Thiệu Phong xuất hiện ở các sự kiện đều trở thành tâm điểm. Thậm chí có những khoảnh khắc nhan sắc của cô trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi không có sự can thiệp của kỹ thuật chỉnh ảnh, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh có còn xuất sắc như vậy không? Mới đây, trang NetEase đã tổng hợp lại một số hình ảnh thực tế chụp tại các sự kiện mà Triệu Lệ Dĩnh tham dự, không qua chỉnh sửa để thấy được sự khác biệt về nhan sắc. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ minh tinh nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng nhất showbiz. Việc bị soi nhan sắc, ngoại hình là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi so sánh ảnh thực tế và ảnh đã chỉnh sửa, chắc chắn sẽ lộ ra những điểm khác biệt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sắc vóc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh đã được cải thiện hơn khá nhiều.